Ông Phạm Văn Thư ở thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có một quyết định liều lĩnh, đó là rời bỏ cuộc sống trồng trọt chăn nuôi bình thường như bao nông dân khác trên bờ để xuống sông Hồng ở ẩn. Hàng ngày dập dềnh trên chiếc thuyền bỏ hoang cùng đàn ốc nhồi đặc sản. Trước là tôi làm khác nhé, xong mà bây giờ tận dụng để cái thuyền này không làm khác nữa, tận dụng nuôi ốc. Mà nuôi ốc thì thay nước của nó là nguồn nước là ở sông Hồng, là thay hàng cách ngày thay một ngày, nó tùy theo, nếu không nuôi được mà cái nguồn thức ăn của nó thì lại thì là cũng nửa trên nào, tức là hoa quả chỉ chủ yếu là hoa quả hơn nhiều hơn. Ngày ngày ăn ngủ cùng đàn ốc nhồi nên hễ con ốc nào bị làm sao là ông biết ngay. Nhờ vậy mà đàn ốc nhồi dưới sự chăm sóc của ông lớn nhanh, con nào con đấy cũng béo ú ụ, vỏ máu đẹp. Thấy con ốc nhồi dễ nuôi, cho thu nhập khá cao nên ông Thư quyết tâm mở rộng nuôi hết cả diện tích chiếc thuyền bỏ hoang. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Thư đang có đàn ốc lên đến 2 vạn con ốc thương phẩm, trong đó có rất nhiều ốc đang sinh sản. Vào mùa ốc nhồi sinh sản, ngày nào ông cũng thu nhặt trứng đem đi ấp. Trung bình mỗi tháng, ông cung cấp ra thị trường hơn 30.000 con ốc nhồi giống. Giá ốc nhồi giống từ 500 đến 700 đồng trên một con. Nhờ bán ốc nhồi giống mà tháng nào ông cũng có thu nhập hơn 15 triệu đồng. Từ việc nuôi ốc nhồi, ông Thư có thêm một nguồn thu nhập không hề nhỏ, giúp gia đình có cuộc sống khấm khá hơn. Nhiều người khen ông Thư có cách làm giàu độc nhất tỉnh Thái Bình. Việc ông làm giàu như câu chuyện chàng Robinson nuôi ốc nhồi ở giữa sông Hồng.